Tôi đã dành ra 100 giờ để săn lùng Seabit với chỉ một lý do duy nhất, đó chính là lấy Kiro đen. Để xem sau ngần ấy thời gian săn Seabit thì tôi có nhận được cái Kiro đen nào hay không nha. Bắt đầu thôi. Chuyến săn lùng của tôi bắt đầu khá là yên bình, tại vì server này có ai đâu, có mình tôi à. Tôi chọn săn Seabit ở server VIP là vì để tránh trường hợp đang ngồi treo như thế này thì có một chú mèo lại đây cắn. Mèo cũng biết báo đớm mới bán được mấy ngày mà. Ở server thường là khỏi săn si luôn á. Ui giời, con Seabit đầu tiên xuất hiện rồi. Vì tôi đang sử dụng tộc cá kèm với trái phượng hoàng cho nên solo Seabit không là gì đối với tôi cả. Đứng ở đây bật chiêu ít tí nó chết luôn. Ủa dạ. Cái gì, cái phun của nó quỷ chiêu khốn nạn như cha nội. Cũng may là trái phượng hoàng V2 có nhiều kỹ năng tấn công, kèm theo là sát thương cũng khá là ổn, cho nên tôi chỉ mất tầm khoảng 1 phút 30 giây là tiêu diệt được con khứa này. Và mấy ông thấy rồi đó, tất nhiên là lần đầu thì không bao giờ được hero đen rồi. Với lại tôi nghĩ là tôi nên đổi thuyền khác. Mới con si đầu tiên mà ở thuyền tôi còn nửa ống máu. Đúng là không nên dùng thuyền game bass để săn si nha mấy cậu. Tôi đã đổi sang thuyền thiên nga đen, hy vọng là số phận của tôi nó không đen như cái màu thuyền. Bây giờ dừng ở đây chờ si biết là hợp lý. À, ông nào muốn cùng nhau săn si biết, cùng nhau up tộc V4 hay là chỉ đơn giản muốn cùng chơi với nhau thì hãy tham gia vào server Discord của tôi nha. Bây giờ rảnh rỗi đi, tôi coi túi đồ của mình một tí. Tôi có nên ăn magma để săn si nhanh hơn không ta? Hay là tôi hết hồn hết vía ba? Kẻ mạnh sẽ luôn hô to kỹ năng của mình. Chim xanh biến hình. Mày xàm cướp chó nè. Tôi có linh cảm là lần này mình sẽ ra cái gì đó rất là xịn sò. Bạn nhận được một bánh. Rồi vậy là ngon dữ chưa? Thôi cứ quay lại thuyền chờ tí, chắc con si tiếp theo sẽ có rồi mà. 2000 năm sau. Ê, tính ra tôi chờ nãy giờ cũng sương sương tiếng đồng hồ, chưa thấy con si nào xuất hiện luôn á. Ngồi bắn xuống biển đùng 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 đùng, nãy giờ dường như là tụi nó không có ở đây luôn hay sao á. Không có đâu. Đừng chờ nữa. Cút đi. Đầu có mang chim khốn nạn như trời. Ha ha ha. Cú da cái đầu của tôi. Vậy là hết chim. Nhưng vẫn méo có si biết. Tôi nghĩ là đã đến lúc tôi phải xài thủ thuật. Tuyệt chiêu cuối cùng, cho si biết ăn. Giờ nhảy xuống xem chỉ cần trái quỷ biến mất. Trái quỷ biến mất rồi, vậy là si biết sắp xuất hiện rồi. Giờ tôi chỉ cần ngồi lên thuyền là ngồi đầu lên luôn nè. Đứa nào mới chọn cái trái gì chua lè xuống cho tao. Uy tín vãi nồi. Tao tới đây Seabit. Hả? Ôi. Trời, khứa Seabit nè, lại không có cái hero đen nữa. Lại tiếp tục với câu chuyện chờ si xuất hiện thôi. Ồ, tính ra mặt trời sắp lặn luôn rồi mà chưa thấy con nào nữa luôn hả ta. Ngày xưa ở trong một khu rừng. Ui da. Tôi ghét nhất là mấy cái này. Trung bình cứ mỗi hai lần gặp thuyền ma là cái thuyền của tôi nó nổ. Má coi nó bắt cái thuyền tôi kìa. Bái chạy đậu, bây giờ mà tôi không tranh thủ giết nó là cái thuyền của tôi đi luôn á. Cuối cùng cũng xong, đúng như kịch bản, thuyền tôi còn có 575 máu. Thôi cứ giữ lại mà săn si đại. 2000 năm sau. Tao còn sống nè cu, tao còn sống nè cu. Vãi nồi cái con chim, kể ra Seabit nó cũng không thèm xuất hiện cho tôi luôn. Gần nửa ngày mới farm được có 3 con. Thôi đổi thuyền, tôi đã chuyển sang sử dụng thuyền hoa. Với cái thuyền này chắc chắn tôi sẽ may mắn hơn, hoặc không. Từ lúc mặt trời mới lặn cho tới bây giờ mặt trăng sắp lặn. Okay. Mấy cái thuyền ma đầu sương sương cỡ 1 tiếng rưỡi sao. Dạ, chắc thằng kia nó đi rồi. Hello Seabit. Hả, sao mày chưa đi? Vãi nồi, chờ cả buổi trời mới ra được một con mà nó méo ra cái khi. Thôi không sao, lần sau chắc chắn sẽ may mắn hơn. Trời tối luôn rồi. Lại thuyền ma, what the f. Dạ, cái thuyền của tôi lại sắp nổ. Nhưng không sao, tôi linh cảm là may mắn của tôi sắp tới rồi. Gâu. Đó, thấy chưa, Seabit xuất hiện rồi kìa. Với tình hình may mắn như thế này, chắc chắn khi râu đen sẽ rớt rất là sớm. Thôi không sao, chắc con sau sẽ ra mà. Nhưng mà chừng nào con sau nó mới xuất hiện ta. Nãy giờ cũng hơi lâu rồi á. Thôi kệ, miễn sao không gặp mấy cái thuyền ma là được rồi. Tôi vô bờ luôn là mấy ông hiểu cái số phận cái thuyền của tôi nó làm sao rồi ha. Không sao, thất bại là mẹ thành công. Làm lại nào. Bruh. 2000 năm sau. Thế méo nào mà tôi xui dữ vậy ta. Tính ra cũng săn mấy ngày mà méo được cái khi gâu đen nào luôn. Bây giờ mà đang chạy như vậy tôi gặp thuyền ma là tôi nghỉ săn. Bruh. Mẹ cái game.